Chào mừng anh em đã trở lại Phương Thành Review. Dạo gần đây, tựa game Diablo 4 đình đám của nhà Blizzard đã tạo nên một cơn sốt khuấy động các game thủ trên toàn thế giới. Với lối chơi quen thuộc tạo nên thương hiệu của dòng game Diablo, giờ đây Diablo 4 sẽ được thiết kế với đồ họa 3D tuyệt đẹp cùng với cách tiếp cận mới trong thiết kế quái vật và thế giới mở. Điều này sẽ giúp tạo ra một trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn hơn cho người chơi. Hôm nay cùng mình đến với bộ PC chỉ với giá 12 triệu giúp bạn chơi mắt xích tương tự game Diablo 4. Để chơi Diablo 4 ở mức đồ họa thấp nhất, bạn cần một bộ máy tính với vi xử lý Intel Core i5-2500K hoặc AMD FX8001, kèm theo là card đồ họa Nvidia GTX 660 hoặc AMD R9 280. Còn với cấu hình mà nhà phát triển khuyến nghị, người chơi nên sở hữu bộ máy với vi xử lý Intel Core i5-4670K hoặc AMD R3-1300X cùng với card đồ họa Nvidia GTX 970 hoặc AMD RX470. Khi nhìn qua cấu hình yêu cầu của Diablo 4, có thể thấy game không đòi hỏi quá nhiều về phần cứng. Bây giờ cùng mình xem bộ máy mình chuẩn bị test cho các bạn nhé. Với CPU Core i5-10400F 6x12 luồng, xung nhịp tối đa 4.3GHz, RAM sẽ là một cây 16GB bus 3200, cùng với đó là card đồ họa RTX 2060 6GB, nên mình rất tự tin có thể chơi Diablo 4 mượt ở mức setting cao nhất. Cùng mình bước vào phần test game thực tế nha. Trước tiên, mình sẽ setting game lên mức đồ họa cao nhất. Phần quality reset, chỉnh ultra cao nhất của game nha anh em. Đây, texture quality ultra cao nhất của game. Độ đổ bóng trong game nè cũng là cao nhất luôn. Rồi, fog quality, các hiệu ứng sương mù nè, hiệu ứng mặt nước, rồi hiệu ứng vật lý đều là cao nhất. Rồi, save lại. Rồi, ra phần test game thực tế nha. Như anh em thấy, dù là một tựa game nhập vai, nhưng nhà phát hành vẫn chăm chút rất chi tiết về mặt đồ họa của game. Phải lát nhiều hiệu ứng và vật thể, CPU chỉ sử dụng 40-50% sức mạnh và nhiệt độ rơi vào tầm 55-57 độ C, cũng không quá nóng nha anh em. Về phần card đồ họa, với sức mạnh của RTX 2060, FPS trung bình khi chơi game đạt từ 130-140 khung hình trên đây, rất mượt mà và ổn định. Nhiệt độ rơi vào khoảng 73-75 độ C. Đây cũng là một mức nhiệt độ rất an toàn khi chúng ta chơi game. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh và ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.